luôn xin chào tất cả các quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Triệu Hôn xin review với cả nhà mình một chiếc lắc tay nam siêu to khổng lồ. Chiếc lắc này là trọng lượng 10 cây và 10 ca. Thì Triệu Hôn mới đúc xong, mới sửa xong làm cho anh khách này nặng 90 cân. Rất là siêu to. Nhắc làm quay dây gần giống như kiểu dây đồng hồ, cái đốt vuông này mà có hình dần dần phun chân này nè, khủng khiếp. Đây em đeo rộng này, anh 90 cân tạ. Chào bạn. Thank you.